Các trang mạng chuyên về quốc phòng đưa tin rằng gần đây đã thấy xuất hiện chiến đấu cơ đời mới của Trung Quốc với hình ảnh của chiếc J-10B đang đậu tại sân bay ở Trung Quốc không được xác định vị trí. Bức ảnh tải lên Internet cho thấy hơn 10 chiếc chiến đấu cơ J-10B, phiên bản mới của chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc, đang trong tình trạng hầu như sẵn sàng phục vụ, theo trang mạng quốc phòng Kanwha Defense Review, một tờ báo tiếng Hoa chuyên về tin tức quốc phòng có trụ sở đặt ở Canada. Trong khi đó, tạp chí quốc phòng Jane's Defense Weekly cho hay là sự xuất hiện của 14 chiến đấu cơ J-10B tại sân bay của xưởng 132 của tập đoàn công ty Thành Đô cho thấy là chiếc chiến đấu cơ đời mới này sắp được triển khai cùng với một phi đội mới. Thông thường, một trung đoàn không quân Trung Quốc có khoảng 24 máy bay. Trong khi đó, Nhật Bản đã tăng ngân sách quốc phòng lên mức cao kỷ lục. Ngân sách năm 2015 lên tới gần 42 tỷ đô la. Dự kiến, Tokyo sẽ mua máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang giữa Nhật Bản và Trung Quốc về những tranh chấp biển đảo.